Chị rất là sợ tiếng Anh, ngày chưa đi học đại học chị sợ tiếng Anh nhất trên đời. Cứ ai hỏi đến tiếng Anh hoặc đến môn học tiếng Anh là chị sợ lắm. Mà đến lúc mà thi tiếng Anh thì chị sợ, không có gì chị sợ bằng cả. Và đến lúc ra trường thì vẫn dốt tiếng Anh, nhưng chị vẫn đã xin việc được. Và chính cái nỗi sợ hãi đó mà đến ngày hôm nay á, trong thâm tâm của chị vẫn không phải là người giỏi tiếng Anh. Nhưng chị có thể ngồi đàm phán trong hội đồng quản trị của chị có hai người là tốt nghiệp đại học Harvard và chị không bao giờ cần phiên dịch. Cái điều đấy là em biết rồi, nỗi sợ hãi đôi lúc là động lực để cho mình có thể làm nên được sự nghiệp. Đừng quên đăng ký kênh Cơ hội cho ai Host Chance để đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế số 1 về việc làm tại Việt Nam.